Bên cạnh việc tiêm vaccine và truy vết xét nghiệm nhanh tại khu dân cư, tổ dân phố, thì việc tạo lập các chốt điểm kiểm soát lượng người và phương tiện lưu thông trên địa bàn thành phố đang là một giải pháp hữu hiệu trong việc phòng ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Với những yêu cầu mà chỉ thị 05 của Ủy ban Nhân dân thành phố đưa ra, Công an thành phố đang tập trung lực lượng và phương tiện để siết chặt thực hiện nhiệm vụ này, hướng đến đạt hiệu quả cao nhất trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Chốt kiểm tra phòng chống dịch của quận Hà Châu tại tuyến đường Lê Duẩn, một trong các tuyến đường chính ở trung tâm thành phố trong những ngày đầu triển khai chỉ thị 05. Lượng người ra đường với những lý do không chính đáng đã giảm đi đáng kể. Qua kiểm tra, phần lớn là công chức đi làm, người dân đi chợ và các phương tiện vận tải hàng hóa thiết yếu được phép lưu thông. Công an quận đã quán triệt yêu cầu nhiệm vụ để mỗi cán bộ chiến sĩ nắm vững, đồng thời có thái độ ứng xử phù hợp đối với người dân chỉ hiểu rõ việc cách ly toàn xã hội. Chúng tôi bố trí trên địa bàn là 18 chốt cứng là do công an quận và công an các phường đảm nhiệm. Đồng thời với đó là công an quận có 3 tổ cái tuần tra lưu động để mà phát hiện xử lý những cái người vi phạm. Và mỗi công an phường thì thành lập 1 đến 2 tổ để mà tuyên truyền vận động nhân dân cũng như là tuần tra kiểm tra xử lý. Đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 400 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 do lực lượng công an chủ trì và phối hợp với các lực lượng khác tham gia thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, 100 tổ tuần tra lưu động của công an thành phố và công an các đơn vị địa phương cũng thường xuyên tuần tra kiểm soát, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm việc cách ly toàn xã hội tại các khu dân cư, tổ dân phố theo nội dung chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Phần lớn người dân đều rất đồng tình với quyết định này. Tình hình Covid này là nó cũng kéo dài lâu rồi và nó ảnh hưởng đến cả nước hết chứ không phải là riêng ở thành phố Đà Nẵng chúng ta. Tôi nghĩ rằng cái là chỉ thị 16 này đưa ra rất kịp thời. Đúng ra là đưa sớm hơn nữa kia để chúng ta kịp thời nghĩa là đẩy lùi được cái tình hình Covid-19. Nghiêm túc thực hiện việc kiểm soát người dân và phương tiện lưu thông, buộc quay đầu với những trường hợp ra đường không thật cần thiết là nhiệm vụ mà công an thành phố đang nỗ lực triển khai. Đúng với nghị quyết của thành ủy và chỉ thị của Ủy ban Nhân dân thành phố, hạn chế ra đường vào thời điểm này đang là một lựa chọn sáng suốt để mỗi người dân tự bảo vệ lấy sức khỏe cho bản thân và chính gia đình mình, góp phần hạn chế điều kiện lây lan của dịch bệnh.